Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Baby Time. Và mình là Ốc. Hôm nay bọn mình sẽ chơi một tựa game liên quan đến con mèo. Bởi vì năm nay là năm con mèo mà. Nhưng mà không phải con mèo bình thường đâu các bạn ạ. Nó có một câu chuyện kinh dị đằng sau con mèo đấy. Viết ui sợ quá sợ. Và để biết câu chuyện đấy là gì thì các bạn phải vào chơi cùng mình đúng không? Quá chuẩn luôn. Và đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh và đặc biệt là xem quảng cáo. Còn bây giờ vào chơi nhé các bạn. Yeah. Tựa game này tên là The Last Monday, tức là thứ hai cuối cùng các bạn ạ. Và đây là phiên bản demo của version 2.1, nhưng mà bọn mình vẫn sẽ chơi. Tức là không còn ngày thứ hai nào nữa ông ơi. Đúng rồi, là hôm nay này, hôm nay cũng là thứ hai này. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng nếu như anh không chiến thắng trò chơi này đã. Đây, người ta hướng dẫn mình cách chơi và xung quanh này thì có đúng một ngôi nhà đằng xa xa các bạn ơi. Ừ, đúng rồi. Chắc là mình sẽ phải lại gần cái ngôi nhà đấy. Không lẽ không đi vào ngôi nhà, đi vào lòng đất à? Mèo 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 mèo. What the hell? Con này tên là con mèo Garfield nha các bạn. Nó rất là nổi tiếng đấy. Còn có phim làm về nó luôn. Ừ. Rồi, thử nói chuyện nó xem nó có nói được không. Nó bảo là nó mất chìa khóa rồi và mình có thể tìm cho nó hay không. Còn mèo ra lệnh cho mình. Chắc là chủ nhà. Thôi được, mình sẽ tìm cho nó cái chìa khóa. Cửa đấy khóa rồi các bạn ạ, không có mở được. Chìa khóa ở trên cây. Mày bị điên à? Chuồng chó nhưng lại không thấy con chó. Mình phải với tay vào bên trong. Lấy được cái gì không? Lấy được chìa khóa. Không lấy được chìa khóa. À, đây là cái remote, cái điều khiển để chúng ta mở cái cửa gara. Chính là cái cửa mà ban đầu Bên Quy Thành bảo là không mở được đó. Đây chính là cửa gara. Open. Bấm nút. Tít. Uầy, nhà này hiện đại phết nhỉ. Con này nó không cho mình mở các bạn ơi. Nó bảo là do not open the gara đấy. Ui, các bạn thấy nó vừa xuất hiện ra không? Trông mặt nó nhiêu, trông như quái vật đấy không ạ? Hay là mình bị hoa mắt bởi vì là mình chưa có tiền sắm Tết đấy, Bê Quy Thành ạ? Tại các bạn không xem quảng cáo đấy, nên là các bạn đúng nhớ rồi. Xem quảng cáo để Bê Quy Thành vẫn có tiền sắm Tết nhá. Đúng, đúng. Rồi. Chìa khóa, con này nó trôn mình, các bạn ạ, nó ngồi đè lên cái chìa khóa, nó giấu mình. Lừa đảo nhá, mèo lươn. Quá là từ nãy giờ mình tìm cái chìa khóa là nó ngồi lên trên thì ai mà biết được. Nhìn gì mà nhìn? Ha, nó nhìn mình nhưng cái mặt nó cũng buồn cười các bạn. Rồi mình sẽ phải xuống tầng hầm. Ui tối ơi. Ôi, nó đẩy mình các bạn ơi. Oh no. Sao lại đẩy mình lên đây? Trong khi mày ở dưới đấy thì tao cần mày làm một vài việc cho tao. Rồi, ghê sao? Chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Cái người chủ của ngôi nhà này nó gây ra một vài cái sự lộn xộn trong ngôi nhà và nó muốn mình kiểu như là dọn dẹp lại các bạn. Hình vẽ gì đây? Hình vẽ như kiểu con mắt ấy nhỉ? Con mắt bị điện giật. Bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái bình xịt sơn các bạn ạ. Đây là bình xịt sơn đấy, đúng rồi. Spray paint. Và sơn đè lên cái hình này. Ê, thế nó bẩn hơn đâu ạ. Ôi, chúng ta cần phải lấy cái bộ đàm kìa. Đấy, bộ đàm đây luôn. Đúng rồi. Alo. Nhà này còn có bộ đàm các bạn, bây giờ người ta dùng smartphone rồi. Mình sẽ tìm những cái biểu tượng và lại sơn đè lên nha các bạn. Rất là nhiều biểu tượng. Đây có gì ạ? Có một cái lồng. Cái lồng trong đấy để bức tranh hình ngôi nhà. Lồng phải nhốt con gì bây giờ, cái lồng phải nhốt bức tranh. Một biểu tượng giống như là đồng hồ cát các bạn ạ. Tuyệt lắm. Đó là tất cả những cái biểu tượng ở dưới tầng hầm. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái đồ vật mà cái người chủ của ngôi nhà này đang giữ ở trong kho nha các bạn. Đây rồi, mở ra. Nhớ, không mở được các bạn ơi. Không mở được vì nó bị khóa, chúng ta cần phải đi tìm chìa khóa các bạn ạ. Đây. Đây, thấy chìa khóa rồi. Mở được chiếc lồng và lấy cái món đồ ra cho người chủ của ngôi nhà này. Open. Quá đỉnh. Có rất nhiều bút sáp màu và đây có một bức tranh ghi gì đấy ốc. Stay inside, tức là hãy ở trong nhà. Safe inside, nó vẽ lại cái lồng này. Nó còn vẽ cái gì? À, cái con này tên là Kitty đã ăn tất cả mọi thứ. Con Kitty là con gì? Con Hello Kitty khác với cái con này nha, con này là con Garfield. Only inside safe, tức là chỉ có ở bên trong mới an toàn thôi. Bên này là nó vẽ lại một cái hình người bịt mắt là người chủ chẳng hạn thế. Còn cái con mà nhiều răng kia là con quái vật. Và nó bảo là don't listen, tức là đừng nghe này. Bad Kitty, một con mèo xấu xa này. Don't look, cũng đừng nhìn luôn. Và luôn luôn con mèo luôn luôn nói dối. Người ta bảo đừng nghe nó nói. Đúng, giống như ban đầu ấy, nó bảo nó mất chìa khóa. Thật ra nó đâu có mất đâu, đúng nó rồi. Ngồi nó giấu mình đó các bạn. Giấc mơ về bên ngoài kia. Sự tự do, freedom. Đấy, vẽ con mèo. Vẽ con mèo như con hươu có cổ quá nhỉ. Đấy giống như cái cây ấy ạ. Khuôn mặt trên cái cây. Ui, cái cây lại nhỏ hơn bông hoa. Mà bông hoa mặt hình con mèo kìa. Rồi, đây là những cái tiếng kêu của con mèo ạ. Hay sao ấy các bạn? Bla 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 đấy các bạn. Không Kitty. I miss Kitty. Tôi nhớ Kitty quá. Có con số 01876. Con số bị viết lộn ngược các bạn ạ. Hết rồi các bạn ạ. Hết rồi. Xem cái tủ này nào. Không có chìa khóa nhưng mà mình mở một phát được luôn các bạn ạ.
Cái gì đây? Ôi, một cái két sắt các bạn ạ. Đúng rồi, con số đấy để mở két sắt đấy. 01876. Chính xác. 01876. Trong này có gì có tiền. Ôi mày, có chuột hả? Chạy đi, chạy đi. Chạy vào tìm chỗ trốn. Chạy vào tìm chỗ trốn đi. Trốn ở trong cái tủ vừa nãy ấy. Hay lấy nó, đúng rồi. Trốn, 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 trốn. Đi rồi Thành ơi. Đừng tạo ra tiếng động gì nó phát hiện ra bây giờ. Có ai ấy. Tiếng bước chân chạy 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 chạy. Chạy lên tầng, chạy lên tầng, nhanh lên. Người chủ sắp bắt mình rồi. Ông này bị điên à? Đấy là người chủ đấy, chủ nhà đấy. Các bạn ơi, chạy đi. Đây, chạy lên rồi. Mình lại tiếp tục đi sơn đè lên những cái biểu tượng. Mình sẽ đi tìm những cái biểu tượng ở trong cái ngôi nhà này nha các bạn. Nãy mình mới chỉ sơn ở giữa tầng hầm thôi. Bây giờ ra ngoài đi, ra ngoài để tìm biểu tượng để sơn. Không biết ông ấy có đuổi lên đây không nhỉ? Chắc không đâu. Ủa, có một TV. Cái TV. TV nhiễu chả xem được gì. Ở kia có hình vẽ kìa. Sơn luôn. Eo ơi, sơn cái màu đỏ và trông như máu ấy các bạn. Cái gì đây? Ui, một quyển lịch ghi tháng 10 October các bạn ạ. Mình biết bởi vì là mình sinh tháng 10 mà. Ở dưới này là một vài cái gạch gạch. Giống như kiểu người ta quên ngày tháng, người ta gạch 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 bằng những cái gạch đấy để đếm ngày ấy. Thông minh lắm. Pin, đèn pin các bạn ơi. Ờ, bây giờ bật đèn pin kiểu gì? Kìa. Mình lại đi ra, anh đi vào, anh lại đi ra. Đấy, bật lên, bật lên. Rồi. Tôi không phải là chủ nhà. Ông mà chủ nhà thì chẳng nhẽ tôi là chủ nhà. Có một gương ở đấy. Thì toilet chẳng có gương à? Toilet thì anh có gương không? Nhưng mà gương lại gương vỡ, hiểu không? Nhà lâu rồi thì nó vỡ. Đây là một cái biểu tượng này các bạn. Hả? Kì ơi. Ok. Nó bảo là khen mình làm tốt lắm đấy. Bây giờ mình nhanh lên. Dập lửa, dập lửa, dập lửa. Ném, 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 ném cái đấy vào trong này. Đúng rồi. Ui giời ơi, tự nhiên cái bếp lò nó cháy các bạn ạ. Rồi, bếp lò cháy đồng nghĩa với chúng ta sang chapter thứ 2. Chapter thứ 2, nhiệm vụ đầu tiên là đặt cái mì vào trong lò vi sóng các bạn ơi. Đây rồi, mì đấy, đấy, cho vào. Xuất sắc. Tự nhiên sang chapter 2 trời lại bỗng sáng các bạn. Khi mà thời gian hết, chúng ta còn 1 giờ 59 phút nữa thì mì sẽ chín nha các bạn. Bây giờ bọn mình phải đi dọn dẹp đồ chơi trong căn nhà này. Ấy da, con này nó oai thế à? Oai như cóc ấy, mình giống như kiểu oxin cho nó các bạn ạ. Cay thế nhờ. Thảo nào mà người ta hay gọi mèo là hoàng thượng ấy các bạn. À, một chiếc dương để đồ chơi nè. À, mình sẽ lụm rồi bỏ vào đấy. Rồi, đúng rồi. Đây như kiểu rác hay quần áo ta? Quần áo đấy. Đây có con luôn. Con teddy. Gấu teddy các bạn, được 2 món rồi. Đây cái đàn này này. Anh hồi bé có chơi cái đàn này không? Anh nhà nghèo lắm, làm gì có tiền mua đàn này mà chơi. Bây giờ các bạn sướng như ngày xưa anh á, chả có cái gì để chơi cả. Anh chỉ có ra đầu lúa chăn trâu cắt cỏ thôi các bạn. Mới được có 4 con. Ông ơi, món đồ chơi cuối cùng em thấy giống cái món đồ chơi mà để ở trong cái tủ mà khóa hẳn mật mã không? Đúng. Hình con mèo, điên xì. Thế à, em nhìn kiểu con chuột đấy, nó đẹp thế cơ mà. Mèo đấy. Mèo đấy là mèo của Trần Đức Bo đấy. Ờ, miu 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 miu. Rồi bây giờ tháo đây nào. Nó cháy rồi, chạy đi chạy đi cháy. Cháy đâu mà cháy? Hóa mắt chóng mặt vì là không có tiền sắm Tết. Không phải đâu các bạn ạ, mà do mình đi nhặt đồ chơi, mình cứ chạy ra, chạy vào, chạy vòng 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 vòng, bị hoa mắt chóng mặt, đau đầu. Có một con chó ngu ngốc đang lấp hay đào một cái gì đấy ở ngoài sân ấy. Ok, và mình sẽ ra xem là nó làm cái gì và mình sẽ cần đến cái xẻng ở trong gara nha các bạn. Nhảy. Vừa cao lại còn vừa tối luôn các bạn ạ, không thích. Ôi, cái gì ấy? Ôi, thiên đường ấy. Cứ tưởng là đến đáy xã hội nhưng không, lên hẳn thiên đường luôn. Rồi xong, lên thiên đường là đứa không bình thường, là mình chết mình mới lên thiên đường đấy ốc ạ. Không sao đâu, lên thiên đường có tiền nè. Ủa? Đấy, được tiền đấy. Nhảy đi. Yeah. Ốc ơi. Cuối cùng anh đã lấy được chìa khóa ốc ạ. Ừ các bạn ơi, mình cứ tưởng thất vọng, hóa ra là còn đầy hy vọng các bạn ạ. Rồi, mình sẽ lấy cái xẻng các bạn ạ. Đây, cái xẻng đây rồi. Ra đấy rồi mình sẽ đào á.
đào những cái đồ mà con chó đang lấp ở ngoài sân ấy. Đấy chưa, nó đào này. Nó đào gì mà đào xung quanh nhà mình nhở? Đào lần lượt từng cái lên xem nó giấu cái gì. Nó có thè lưỡi nó trêu mình không ạ? Ừ, không phải đâu, con chó nào mà chẳng lè lưỡi. Ok, đào lên. Xem nó trốn gì các bạn ơi. Kho báu á? Một quả bóng. Có mỗi một quả bóng, kho báu cái gì? Con chó nó thích chơi bóng mà. Một cái xương chó các bạn ạ. Xương chó đâu, một khúc xương. À, để cho con chó nó gặm. Ờ, chó rất thích gặm xương. Đào lên, đào lên. Báo các bạn ơi. Sẽ trôn một mẩu báo nhỉ? Lốt cái lâu kia trong trôn cái gì đây? Mình như kiểu người hầu ở cái nhà này. Ờ, mà hầu mấy con vật. Ui. Ui. Cháy rồi. À, cháy rồi nhưng mà cháy. Cháy nhà rồi, cháy nhà rồi. Sắp tên Tết rồi mà lại cháy nhà. Ôi không đâu các bạn ơi, mình lại có nhà mới luôn mới ghê. Không biết là chúng ta sẽ ở đây trong vòng bao lâu nhỉ? Chúng ta sẽ đã đi được bao lâu rồi nhỉ? Đi xung quanh đi, người ta bảo mình phải đi xung quanh để xem xét đấy. Đây này, đây chính là cái bếp đây này. Ừ, và cái tủ lạnh thế này. Ồ, cái kìm. Gì chắc gì đây, cái gì đây? Ồ, gì đấy? Thịt à? Gì đây? À, một cái băng đoạn ạ. Ồ, rụng cả cửa rồi. Làm hỏng cả cửa rồi. Điều đấy nghĩa là gì? Điều đấy nghĩa là mình đi ra ngoài bao lâu? Oh my god, mình đã làm gì? Mình cũng không biết là cái game này đang kể một cái cốt truyện gì. Nhưng mà nghe chừng nó có vẻ rất là kinh dị các bạn ạ. Ồ, cái phòng này mở đấy ông này. Ui, thế là bảo nó bảo mình vào toilet đi. Ôi, mình bị nhốt. Mình bị lột chuồng rồi các bạn ạ. Ê, cái lúc mà mình lấy cái kìm nhớ không? Người giờ đã trở thành người hầu của ta. Ta đã cắt lưỡi người rồi. Bên lưỡi đừng nói gì. Nhưng mà trên tường lại viết là tôi không phải là chủ của là sao không nhỉ? Và hãy mặc đồ vào. Mặc đồ vào đi, đang cởi chuồng đấy. Mặc đồ rồi. Đấy, mình mặc đồ xong nó cho mình đi ra cái ô tô các bạn ạ. Mình phải giả vờ mất lưỡi. Mất lưỡi không nói được. Lên xe, lên xe. Chúng ta đến một cái nơi này có vẻ như là biệt thự các bạn ạ. Và nhiệm vụ của chúng ta là cắt cái đường dây điện thoại nha. Cái gì đấy? À, leo lên. Leo thế cẩn thận là điện giật cho đen người đấy. Ui, cao quá. Ui, sắp kìm. Điện giật tung người. Cắt. Chó cắn. Đừng có tụt xuống, chó nó cắn bây giờ. Rồi, cho nó ăn snack. Mình có cái snack vừa nãy đấy. Thích cắn không? Ui, con chó này mà nó đập cho phát thì xin vĩnh biệt cụ ngay. Bít bùn. Đấy, nó im rồi các bạn. Bây giờ mình mới được vào nhà nha. Rồi, vào được rồi. Rồi. Vào một cái, thấy cái phòng có cái giường đồ chơi. Ui, thế là mình giống kìa. Như vừa thức dậy ở cái giường này vậy. Nhấp nháy kia kìa, chắc chắn có gợi ý ở trong. Ơ, bị nhốt à? Bị nhốt rồi. Ông chủ đấy. Sao nó giống mình thế nhở? Mình là người hầu của ông chủ. Anh thì dám giống ông chủ à? Anh chỉ là người hầu thôi. Nói chung là mình bị nó lừa vào trong cái kho đồ chơi, nó nhốt mình lại xong nó. Đúng rồi, và đây là phiên bản demo nha. Khi nào có full game thì bọn mình sẽ chơi. Nếu các bạn thích video nhớ ấn like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo. Các bạn biết cốt truyện của game này là gì, bình luận dưới cho mình biết với nhá. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.